Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lại đây tôi kể cho nghe, đắng cay cái kiếp làm thuê cho người, có ai chẳng muốn đổi đời. Bạn ơi tôi chịu những lời mỉa mai, họ khinh cái kiếp chân sai, họ khinh cái kiếp tương lai mịt mù. Nhiều lần cũng trách mình ngu, học hành chẳng chịu thành như bây giờ. Cuộc đời ai chả mộng mơ, có ai không ước ngồi chơi cũng giàu. Cuộc đời có dễ vậy đâu, không quy chẳng thế còn lâu đổi đời. Một chân chẳng dễ lên trời, phong ba bão táp mấy người thành công. Ai mà chẳng muốn ngồi không, thoát ly cái kiếp làm công cả ngày. Ngày ngày chịu những đắng cay, mỉa mai chửi bới, đọa đày tấm thân. Bữa cơm chia suất định phần, nuốt vào trong họng nghẹn gần 10 giây. Ăn cơm gạo mốc qua ngày, cá ươn, rau cặn dạ dày đớn đau. Có ai không muốn làm giàu, thôi đành nhịn nhục để mau về nhà. Chấn động, sự thật tuyệt vời, thần tài tiết lộ. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, lén làm 3 điều này trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Tài lộc sẽ ùn ùn kéo tới, tiền bạc chất kín nhà, đổi đời giàu sang hưng vượng. Thưa quý tín chủ Kỷ Dậu thân mến, số phận mỗi một người trên thế gian này là không hề giống nhau. Có người sinh ra đã gặp nhiều may mắn, từ nhỏ phú quý giàu sang, nhưng về già lại khố rách áo ôm. Có người thì thời trẻ long đong lận đận, vất vả ngược xuôi, nhưng đến khi tuổi xế chiều thì gia đạo ấm êm. An hưởng tuổi già bên con cháu, tất cả đều có số mệnh an bài và chỉ có tử vi mới phần nào giải thích được, cũng giống như cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu vậy. Đúng tháng 6, tháng 7 và tháng 8 tới đây mới là lúc đại vận ập đến, cái vận của Kỷ Dậu sẽ có quý nhân nâng đỡ, sao tốt phù trợ. Lập thu dồn dập cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, điều này sẽ cho họ sự thịnh vượng dần lên, xứng đáng với những cống hiến mà họ đã trao đi. Để phấn đấu trong cuộc đời này nếu thực sự cô bác muốn biết cụ thể thế nào, thì hãy lắng nghe Minh Đường Tử Vi trực tiếp lý giải ngay dưới video sau quý vị nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, khi chúng ta đã nếm trải những thăng trầm của cuộc đời, vượt qua đủ sắc thái của tháng năm, chúng ta sẽ hiểu điều gì là quan trọng nhất với mình. Con người ai cũng phải trải qua nhiều chuyện trong đời, sinh lão bệnh tử là điều tất yếu của mỗi người, ai cũng mong mình được sống bình yên, hạnh phúc, nhưng khi về già chúng ta thường đau khổ vì nhiều lý do. Bước sang năm 2024, cô bác tuổi Kỷ Dậu cũng đã ở tuổi 56, ở độ tuổi này, sức khỏe cũng dần xuống cấp. Lúc này cô bác không cần phải làm việc vất vả, mà hãy giao gánh nặng gia đình cho con cái. Muốn có được quãng thời gian tuổi già hạnh phúc, bên cạnh việc sở hữu nền tảng tài chính và cơ thể khỏe mạnh, bạn phải thực sự lưu tâm tới năm thứ sau đây, bao giờ có đủ mới được coi là trọn vẹn. 1. Tư duy lạc quan và cởi mở là phúc. Có một câu nói rằng, đường trơn thì đi bình tĩnh, gặp chông gai thì từng bước vượt qua. Hãy giữ một thái độ lạc quan và tích cực trong mọi việc thì những khó khăn đó sẽ dễ dàng được giải quyết. Bạn đối xử với cuộc đời như thế nào, cuộc đời sẽ thưởng cho bạn như thế nào. Trong cuộc sống khó tránh khỏi những giây phút khó khăn vấp váp, những điều hối hận không thể thay đổi được, thay vì nuông chiều cảm xúc và hành hạ bản thân. Tốt hơn hết là hãy buông bỏ chấp niệm, không tốn thời gian vào những việc vô nghĩa, đặc biệt là khi con người đến tuổi già, rất dễ trở nên lo lắng và đa nghi. Ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần, nếu bạn không học được cách buông bỏ sầu lo, bạn sẽ thấy rằng thế giới này tràn ngập nỗi đau. Ngược lại, người sở hữu một tư duy lạc quan sẽ thấy rằng, những điều từng khiến bạn chán nản giờ đây bỗng trở nên bình thường, hòa hợp với cuộc sống đời thường, lạc thú vật chất và tinh thần là điều kiện để hưởng hạnh phúc. 2. Một cơ thể khỏe mạnh. Sau 50 tuổi, mọi người nên chú ý nhiều hơn đến tình trạng cơ thể của mình. Ở độ tuổi này, thể chất ngày càng giảm sút. Lúc này chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn sức khỏe, điều chỉnh những thói quen sinh hoạt không tốt, chỉ có như vậy tuổi thọ mới được đảm bảo hơn. Nếu không một ngày nào đó nằm liệt giường có thể trở thành gánh nặng cho con cháu,
quan trọng hơn là không thể tận hưởng sự an nhàn và hạnh phúc. Có thể nhiều người cho rằng phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận của con cái, nhưng con cái cũng có gia đình riêng, không thể lúc nào cũng chăm sóc cha mẹ. Ngoài ra, không ít bậc cha mẹ ngoài kia cũng không muốn làm phiền đến con cái, nên họ có xu hướng sống một mình và tự chăm sóc bản thân nhiều hơn. 3. Khoản tiền tiết kiệm. Sau năm 50 tuổi, khả năng kiếm tiền của bạn sẽ dần giảm sút. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, nếu bạn không có đủ tiền, ngay cả lương hưu cũng sẽ trở thành vấn đề, không còn sức khỏe, tuổi già sức yếu. Vậy thì khoản tiết kiệm chính là cứu cánh của bạn khi ở độ tuổi này. Nếu bạn không có khoản phòng thân, ngửa tay xin tiền con là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng điều này rất bất cập, bởi lẽ hết 90% vấn đề trên thế giới này đều có nguyên nhân từ tiền bạc, mâu thuẫn cũng từ đó mà ra. Nếu chúng ta vẫn còn một khoản tiền dư trong tay, để khi đến 50 tuổi không phải lo lắng về chất lượng cuộc sống và thậm chí có thể đi du lịch, khám phá thế giới, bù đắp lại thời trẻ chưa thể tận hưởng. 4. Người bạn đời đồng hành. Về già có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn mạnh mẽ hơn, giải pháp hiệu quả nhất chính là vui cười cùng con cháu, sống an nhàn bình lặng với người bạn đời. Nhưng con cái cũng có gia đình riêng, do khoảng cách tuổi tác nên thói quen sinh hoạt rất khác nhau, lúc này thường nảy sinh mâu thuẫn. Ngoài ra, khi lớn tuổi cơ thể dễ sinh bệnh tật, lúc này nếu có người bên cạnh cũng nhẹ gánh hơn phần nào. Đương nhiên không phải ai cũng có người đồng hành với mình lúc tuổi già sức yếu, nhưng nếu chỉ có thể dựa vào chính mình, điều này khá khó khăn. 5. Sự hiếu thuận của con cái. Muốn an dưỡng tuổi già thì không thể bỏ qua việc giáo dục con cái. Chỉ khi con cái có quan niệm đúng đắn thì mới biết hiếu thảo, kính trọng với người lớn tuổi. Nhờ đó mới sống an nhàn, không đủ vật chất thì cũng ấm no về tinh thần trong những năm cuối đời, dù muốn hay không khi chúng ta bước qua tuổi 50. Sứ mệnh của cuộc đời về cơ bản đã hoàn thành và đã đến lúc tận hưởng thời gian nghỉ hưu. Nếu con cái càng hiếu thuận thì về già bạn không cần lo lắng về việc bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi con cái không thể giúp đỡ tài chính, không phải tự nhiên mà nhiều người lớn tuổi chỉ ước ao nhìn thấy con cháu hạnh phúc, nhà cửa đầy ắp tiếng cười. Có lẽ ở cái tuổi này, người ta không còn quá cần thiết đến vật chất mà là sự đủ đầy trong tinh thần nhiều hơn, được con cái phụng dưỡng hiếu thuận, đương nhiên hạnh phúc hơn cảnh cha mẹ già côi cút, đúng không quý cô bác? Trước khi đi vào nội dung chi tiết, hãy cùng Minh Đường tử vi điểm qua vận mệnh cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu nhé. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mang trong mình sự pha trộn đặc biệt giữa tính cách phóng khoáng và khả năng sáng tạo vượt trội. Họ không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội thông thường, luôn hành xử theo cảm hứng và tự do. Điều này tạo nên một phong thái sống độc lập và ít bị ảnh hưởng bởi con đường quan lộ, mà thay vào đó, họ thường tìm thấy thành công trên thương trường. Người tuổi Kỷ Dậu có tinh thần trượng nghĩa và óc tưởng tượng phong phú. Họ tự tin vào tài năng của mình và không ngần ngại thể hiện điều đó. Dù là nam hay nữ, họ thường khó thích nghi với môi trường tập thể vì tính cách độc lập và cái tôi cao. Sự tự do tuyệt đối là điều họ truy cầu, thích tự mình khám phá và hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo. Bản chất của tuổi Kỷ Dậu thích hợp nhất với lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, hào phóng và không bao giờ tiết kiệm khi cần thiết. Trong công việc, họ dễ dàng ký kết hợp đồng và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Việc kinh doanh đến với họ một cách tự nhiên và trở thành thói quen hàng ngày. Tuy nhiên, vấn đề nhân sự thường làm họ đau đầu và sự thiếu quyết đoán đôi khi khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Người tuổi Kỷ Dậu dễ bị cuốn vào thị phi, không vì họ thích điều đó, mà vì sự thẳng thắn và bất cần của họ thu hút tiểu nhân đố kỵ. Họ không giỏi kiềm chế lời nói và thường gặp rắc rối từ miệng mà ra. Tuy nhiên, họ lại có khả năng biến mọi chuyện thành cơ hội nhờ vào sự cứng cỏi và bất cần đặc trưng. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đây là con gà ẩn chứa sẵn tính lười biếng trong người, hành xử tùy hứng, tâm tư tự do không bó buộc, mệnh phú quý đến từ thương trường, chứ ít thành công khi đi theo quan lộ. Đặc trưng của người Kỷ Dậu là việc thích hành hiệp trượng nghĩa, óc tưởng tượng đa chiều phong phú, hay xét cách khác gọi là giàu tính tưởng tượng, hay tự cho mình có tài năng xuất chúng và tự tin vào những khả năng mà bản thân mình có thể nắm giữ. Người Kỷ Dậu dù nam hay nữ đều là những người không sinh hoạt được với tập thể, một phần vì họ lập dị và có cái tôi cao không ưa nịnh nọt, nhưng đa phần là vì tính cách của bản thân họ là những người truy cầu sự tự do tuyệt đối, thích lăn lộn, thích làm chủ, thích biến những điều vẽ vời hoang tưởng của bản thân thành sự thật. Và kỳ lạ, họ lại có khả năng làm được điều đó. Bản thân thích tự do và làm chủ, nên người Kỷ Dậu gì thì gì hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không ki bo, bần tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Kỷ Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước, chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Tuy nhiên,
Người tuổi này không có tay nuôi người, nhân sự luôn là bài toán khiến họ phải đau đầu, mệt mỏi. Căn bệnh quen thuộc cả thèm chóng chán và sức ỉ, sức ngại lớn cũng khiến cho họ tuy có nhiều ý tưởng nhưng lại không muốn bắt đầu thực hiện ngay. Kỷ Dậu âm 1969, dù là nam hay nữ cũng đều rất mắc họa từ miệng mà ra, việc cũng từ tai mà xuất, họ là người của thị phi, cũng là nguồn của thị phi. Đừng hiểu lầm rằng Kỷ Dậu là những người thích thị phi hay bịa chuyện, trái lại họ là những người có sao nói vậy, trong căn mệnh của họ vốn ẩn chứa sự bất cần. Không liên quan đến mình thì họ cũng chẳng buồn nhớ, cái sự thị phi ở đây ám chỉ tuổi Kỷ Dậu hay thu hút tiểu nhân đố kỵ. Họ cũng không phải những người giỏi tu tâm hay giỏi tu khẩu, họ là những người giỏi cầm xăng đi chữa cháy thì đúng hơn, lấy cái tôi mà kệ thiên hạ. Chúng mày càng ghét tao càng làm cho ngứa mắt thêm, do đặc thù tính cách và cũng hợp với lẽ trời không cho ai mọi thứ bao giờ, tuổi Kỷ Dậu dễ thành công trong tiền bạc, nhưng hay thất bại trong tình cảm. Người tuổi này thường ít nhất có một lần dính vào tình tay ba, bị phụ bạc trong cuộc đời, đôi khi chính bản thân họ đi phụ người khác vậy. Về so sánh thì thường là nhân tố kinh tế chính trong gia đình. Về kẻ thù, đừng làm kẻ thù của Kỷ Dậu, bạn không thể hiểu trong một con người ẩn chứa tài năng tầm nhìn sự cả thèm chóng chán, sự bất cần, sự cùn, cố chấp bảo thủ và đặc biệt tính cách đặc trưng nhất là bạn có thể làm được những gì đâu, vậy nên xét một góc nào đấy. Nên tránh gây chuyện với Kỷ Dậu, kẻo không chết cũng trọng thương, thắng thì cũng tàn tật, vì giả sử Kỷ Dậu đi lính thì là những người lính mang trong mình suy nghĩ, giết một thằng rồi chết thì hòa vốn, giết hai thằng rồi chết lời một thằng, giết ba thằng rồi chết lãi cả đôi, đấy là máu ăn thua và máu bất cần. Về yếu tố tâm linh, Kỷ Dậu khá giàu duyên với chuyện tâm linh, nhưng thực ra chỉ một số ít cá nhân Kỷ Dậu đủ duyên để đi theo lĩnh vực này. Đa phần họ dừng ở mức có thờ có thiêng và đa phần họ xuất tâm từ khi được cho ăn lộc trong kinh doanh buôn bán, vậy nên người tuổi này giàu duyên với cửa đền hơn. Cửa chùa nhỏ hơn do tâm lý mong cầu tài lộc lớn hơn, tính cách của Kỷ Dậu cũng ẩn chứa nhiều sự bốc đồng, dễ lên cơn sồn sồn, dễ hành xử theo cảm xúc bùng nổ nhất thời ở thời điểm hiện tại, làm rồi mới nghĩ, nghĩ rồi mới hối, hối thì đã muộn. Cơ bản thì Kỷ Dậu không biết hối, chỉ tiếc tiếc rồi thôi lớn hơn, sáng quá thì chói lóa, cứng quá thì dễ gãy, học lấy một tí biến báo, thấm nhuần một chút khéo léo thì mọi thứ sẽ dễ ổn định hơn. Nếu thế thì còn gì là Kỷ Dậu, nếu học được thì đã chẳng còn gì để nói, vậy thì cứ kệ thôi, cứ sáng theo kiểu riêng biệt của mình, cứ trói theo kiểu lập dị của bản thân, mệnh đã phú quý thì bất phàm là chuyện đương nhiên. Theo tử vi phương Đông, người tuổi Kỷ Dậu có bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh lanh lợi và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, được bạn bè và người thân giúp đỡ, con đường sự nghiệp của người tuổi này khá thuận lợi, bằng phẳng. Tuy nhiên, hậu vận có chút sa sút, dễ bị hư hao tiền bạc, cần cẩn trọng hơn trong việc quản lý tài chính cũng như xem xét cân nhắc kỹ càng các quyết định đầu tư. Dù sao thì thời trai trẻ chăm chỉ làm việc, gây dựng cơ nghiệp sẽ giúp bạn có nền tảng kinh tế vững chắc, tuổi già an nhàn thành thơi hưởng phúc thái bình. Tuổi Kỷ Dậu thường là người sâu sắc và được giáo dưỡng tốt, tính cách của họ điềm tĩnh, không nóng vội, thường giỏi chịu đựng và nhẫn nhịn, mềm mỏng trong cách đối xử với mọi người, nên thường có mối quan hệ xã giao khá tốt đẹp, họ thường là người kín đáo, không bộc lộ cảm xúc vui buồn, hờn ghét quá rõ ràng, vì thế người khác cũng khó đoán được tâm sự của họ. Trong công việc, họ là người cẩn thận và tỉ mỉ và có những cách giải quyết công việc khá linh động, giỏi biến hóa. Phụ nữ tuổi này thường hay nghĩ nhiều, hay so đo tính toán nên dễ bỏ qua những người thực sự tốt với mình mà chỉ coi trọng vẻ bề ngoài. Nếu không biết bằng lòng với thực tại thì thường đứng núi này trông núi nọ, tình cảm khó viên mãn. Nam mạng tuổi này thường có tính kín đáo, trầm lặng nhưng không hay bộc lộ cảm xúc của mình. Bạn là người có tham vọng nhưng hay thay đổi, cần xác định mục tiêu chắc chắn cho mình. Đây là người giàu tham vọng, túc trí đa mưu, song con đường mà họ chọn luôn quang minh chính đại, không chịu luồn cúi hay làm chuyện xấu xa. Tuy nhiên, người này tính tình có phần thất thường, nhanh nóng mà cũng nhanh lạnh, nhanh thích mà cũng nhanh chán. Đó có thể là điểm yếu chí mạng của người tuổi Dậu. Nếu có thể khoan dung độ lượng, phóng khoáng rộng rãi hơn thì vận mệnh của người tuổi Dậu sẽ tốt hơn rất nhiều. Vốn thông minh nhanh nhẹn, ham học hỏi lại chẳng ngại gian khổ hay đi lại xa xôi, bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Họ là người làm việc có kế hoạch, cũng có khả năng xử lý vấn đề khá tốt, song lại không chịu được công việc nào đơn điệu và đòi hỏi cứng nhắc. Con giáp này có con đường sự nghiệp khá rộng mở, có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Có điều, đôi lúc người này vẫn tự đặt cho mình những mục tiêu quá lớn và khó lòng thực hiện nổi nên không tránh khỏi thất bại. Vận tài lộc khá tốt, thu nhập ổn định, song nên chú ý tích lũy tiền bạc, đừng quá vui mừng mà thoải mái tiêu xài. Nếu không biết tiết kiệm thì tiền núi rồi cũng hết. Có kế hoạch đầu tư kinh doanh hay mua bán cổ phiếu thì cần cân nhắc kỹ,
xem xét phần thắng được bao nhiêu, không nên vội vàng dốc hết của cải mình có ra vào đầu tư một chỗ. Về sức khỏe, người này nên chú ý các vấn đề liên quan đến phổi và đường hô hấp. Người tuổi Dậu khá phóng khoáng và cởi mở trong tình yêu. Song đối với họ, tình yêu luôn cần sự tôn trọng nhất định. Người này hành sự khá trầm ổn, có thể tin cậy được. Họ có chí hướng cao xa, đầu óc tư duy nhanh nhạy, tính tình có phần nóng vội, thích ăn diện, có phần hơi phù phiếm. Người tuổi Dậu rất giỏi xã giao, nhân duyên tốt, được quý nhân phù trợ, có ý chí và quyết tâm khá lớn, cũng tự tin vào bản thân mình. Họ giỏi ăn nói và có rất nhiều bạn bè, có khả năng hùng biện và thuyết phục người khác. Đây là người khá nhạy cảm về màu sắc, có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. Họ không sợ cường quyền, sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ cho chính nghĩa, không chịu im lặng trước bất công. Họ thích khen ngợi người khác, cũng thích được người khác tán thưởng, ngưỡng mộ, ghét những người xuề xòa quá mức. Để đánh giá về ưu điểm thì họ là người sôi nổi, hoạt bát, dũng cảm, kiên cường, túc trí đa mưu, chuyên tâm như nhất, chăm chỉ cần cù, tràn đầy nhiệt huyết, tính cách có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, nên họ luôn tự nhắc mình phải phấn đấu không ngừng. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hết mình vì công việc, ghét những kẻ đi làm mà lông bông không tập trung. Theo dõi tử vi 12 con giáp nhận thấy, bước sang 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và 8 âm lịch, nhờ được quý nhân tương trợ, cát tinh soi chiếu mà cô bác Kỷ Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Khó khăn dần qua đi, thay vào đó là những cơ hội tốt liên tục kéo đến giúp bản mệnh xoay chuyển tình thế, lội ngược dòng thành công, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, cụ thể như sau. Tử vi tháng 6 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tháng, sang tháng 6 tháng 7 âm lịch, may mắn được tam hội cục nâng đỡ, tình hình công việc của người tuổi Dậu khả quan, không vấp váp trở ngại lớn, một số sự việc xảy ra bất ngờ, bản mệnh vẫn kịp đối phó, hầu như không để lại hậu quả nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong tháng bản mệnh có gặp phải thất sát, nên vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu bị tổn hao đáng kể. Kiếm được tiền rồi cần quản lý tiền bạc thật chặt kẻo sẽ bị hao tổn. Tháng này có nhiều việc phải dùng tới tiền, chi tiêu cân đối kẻo sẽ rơi vào tình trạng vay mượn, nợ nần. Về sự nghiệp, theo dõi tử vi, sang tháng Nhâm Thân, Dậu Kim Lâm Tượng Tam Hội, vận trình sự nghiệp được nâng đỡ, gặp hung hóa cát, trong thách thức có cơ hội để vươn tới thành công. Những ai đang ấp ủ kế hoạch dự định, mở cửa hàng kinh doanh hay phát triển thêm kỹ năng, lĩnh vực mới, hoàn toàn có thể thử sức, chưa làm chưa thể biết trước được điều gì. Thành công sẽ chỉ đến với những ai dám làm dám chịu, kiên định mục tiêu tới cùng, được sự trợ giúp đắc lực của tả phù cát tinh, tuổi Kỷ Dậu thêm tự tin vào những quyết định của mình. Rất có thể trong tháng bản mệnh sẽ phải đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt nào đó ảnh hưởng tới tương lai sau này, dù đó là gì đi nữa hãy làm những điều bạn mong muốn. Tháng này Nguyệt Lệnh Lâm Tử ở Dậu, báo hiệu vận trình tàng huyền cơ, có sự biến động lớn, theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, phụ thuộc lớn vào quyết định, sự lựa chọn của bản mệnh. Nếu quyết đoán đưa ra lựa chọn sáng suốt, sự nghiệp của bạn sẽ có bước đột phá. Ngược lại, đi sai hướng sẽ khiến bạn đối diện thất bại. Vì vậy, mưu sự cần thận trọng, chuyện lớn hay nhỏ đều không được khinh suất. Cục diện này cũng ngầm báo hiệu bản mệnh phải tự thân vận động, làm gì cũng một tay gánh vác, hầu như không có ai giúp sức, vì thế áp lực đè lên càng nhiều. Nhưng đổi lại khi gặt hái thành quả một mình lại càng vẻ vang, hãy luôn tự nhủ bản thân cố gắng, đừng lấy cớ hài lòng với thực tại mà lười nhác, không chịu phấn đấu. Dân gian quan niệm tháng 7 là tháng cô hồn, dễ mang đến những điều xui xẻo bất ngờ, hành sự phải thận trọng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Về tài lộc, tài lộc trong tháng 6 tháng 7 âm lịch của người tuổi Dậu duy trì ở mức khá, không có biến động lớn. Tuy nhiên bản mệnh gặp thất sát ngáng trở, có thể phải đối diện nguy cơ phá tài, tổn hao tiền của. Theo đó, kiếm được tiền rồi cần quản lý chặt chẽ, đừng để tiền bạc hớ hênh, cũng đừng dương dương tự đắc khiến vận tiểu nhân đeo bám gây hao tài tốn của. Tuổi Dậu cá tính mạnh mẽ là thế, nhưng lại rất dễ tin người, bản mệnh chi tiêu hào phóng với người thân trong nhà, bạn bè, thậm chí cả những mối quan hệ xã giao mới quen, nắm được điểm này kẻ xấu được đà lấn tới, tìm cách quấy phá, lừa gạt tiền của. Trong tháng các chi phí phát sinh nhiều, có nhiều việc phải dùng tới tiền, bản mệnh cần chi tiêu cân đối, tránh rơi vào tình trạng vay mượn, nợ nần, đồng thời với những ai đang có tiền rảnh rỗi. Đừng vội nghe lời kẻ xu nịnh mà đưa tiền ra đầu tư khi chưa tìm hiểu rõ thông tin, thời buổi người khôn của khó, kẻ xấu lấn lướt người tốt, cẩn trọng không phải là thừa. Các hoạt động cầu tài như khai trương, mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư trong tháng nên hạn chế, dân gian coi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, không có lợi cho việc cầu tài. Thậm chí, một số nơi còn quan niệm, tháng này không nên làm lớn, chủ tĩnh tránh chủ động, buôn bán hạn chế, thậm chí còn phải xả hàng để kích cầu mua sắm,
tránh tai ương xui xẻo. Thực hư chuyện này thế nào chưa ai rõ, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhắc nhở tuổi Kỷ Dậu cẩn trọng trong các hoạt động kinh doanh buôn bán, cẩn tắc vô ưu. Về sức khỏe, không được nguyệt lệnh ủng hộ, tình hình sức khỏe của người tuổi Dậu giảm sút rõ rệt, vận trình lâm tử ở Mậu Thổ khiến bản mệnh đa sầu đa cảm, tinh thần áp lực suy nghĩ nhiều mà không tìm ra giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, công việc áp lực xảy ra không ít chuyện phiền muộn, bản mệnh lại tự làm tự lo, hầu như không có người chia sẻ. Điều đó càng khiến tinh thần xuống dốc, tâm lý bất ổn, dẫn tới chán ăn, ăn uống không ngon miệng, cân nặng giảm kèm theo suy nhược cơ thể, da rẻ xanh xao nổi nhiều mụn nhọt. Thói quen ăn uống của tuổi Dậu cần thay đổi càng sớm càng tốt, không nên để bữa no bữa đói, nhịn ăn vào buổi sáng nhưng lại ăn đêm thật lực, như vậy rất có hại cho dạ dày. Không sớm thì muộn chứng đau dạ dày sẽ tìm tới bạn, những ai từng bị đau dạ dày có lẽ thấm thía điều này nhất, đừng để thói quen xấu vô tình hủy hoại sức khỏe của bạn. Tử vi tháng 8 âm lịch. Thoát khỏi tháng 6 tháng 7 cô hồn, sang tháng 8 âm lịch, vận khí của tuổi Kỷ Dậu hanh thông hơn hẳn, công việc tiến triển khá thuận lợi, việc khó có quý nhân trợ giúp, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ có được thành công như mong đợi. Trong tháng tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán thuận lợi, thu chi cân đối, bạn có thể bỏ ra khoản tích lũy không nhỏ. Về phương diện sức khỏe, chú ý ăn uống đúng giờ, những ai có thói quen ăn đêm nên bỏ đi càng sớm càng tốt. Nó là nguyên nhân khiến cân nặng của bạn tăng bất thường, hơn thế, nó còn khiến dạ dày chịu áp lực mạnh, dẫn tới đau đớn, viêm loét. Về sự nghiệp, theo dõi tử vi hàng tháng, sang tháng Tân Dậu cũng chính là tháng bản mệnh vận khí của tuổi Kỷ Dậu hanh thông hơn so với tháng trước, tuy nhiên lại có thái tuế ảnh hưởng gây ức chế về mặt tinh thần, cảm xúc, khiến bạn khó tập trung làm việc, đôi khi mắc phải sai lầm. Những sai lầm này không quá nghiêm trọng, có điều nó khiến bạn chưa có được bước đột phá lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Trong tháng, tuổi Dậu nên tập trung tinh lực làm tốt việc của mình, tránh lo chuyện bao đồng kẻo rước họa vào thân. Khi nội bộ xảy ra tình trạng lục đục, chia bè phái, tốt hơn hết bạn nên đứng ở thế trung lập để nhìn nhận toàn bộ sự việc. Người có chính kiến riêng luôn được tập thể tôn trọng, khác hẳn những kẻ hùa theo tát nước theo mưa. Người làm trong các cơ quan nhà nước có thể đón nhận tin vui về chức vị nhờ nguyệt lệnh nhập đất lâm quan hỗ trợ. Bản mệnh xử lý việc gì cũng có sức thuyết phục, dễ dàng được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách. Về tài lộc, theo tử vi tháng 8 âm lịch cho thấy, tháng này bản mệnh may mắn có được nhiều điều kiện thuận lợi. Đây cũng là tuần để các mối quan hệ mới có cơ hội phát triển, sự nghiệp cũng nhờ thế mà thăng hoa, giúp bạn kiếm tiền dễ dàng hơn. Thiên tài mang tới nhiều lợi lộc cho người tuổi Dậu trong tháng mới, nhờ đó mà bạn có được cơ hội gặt hái những lợi ích tối đa. Sau một quãng thời gian dài tăng trưởng chậm, gặp khó khăn trong công việc sự nghiệp, kinh doanh buôn bán khá thuận lợi, thu nhập tới từ nhiều nguồn. Tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, người tuổi Dậu có khả năng quản lý tài chính khá tốt, chỉ cần lên kế hoạch chi tiêu khoa học, đảm bảo tích lũy được khoản không hề nhỏ. Đề xuất tăng lương hay mức hoa hồng, phần trăm doanh thu của bạn có thể sẽ được chấp thuận sớm trong tháng. Hãy mạnh dạn đề xuất để được hưởng mức thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Có điều, trong tháng phát sinh một vài chi phí bất ngờ cho việc xuất hành xa, tham dự nhiều lễ cưới, ma chay, cần ước tính thu chi ngay từ đầu tháng, chi tiêu khéo vẫn dư giả. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, lục bạch gặp bát bạch ở hướng đông nam, đây được coi là phương vị vượng tài khí trong tháng 8 âm lịch, vì thế tuổi Dậu có thể bổ sung thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực. Bạn có thể tìm hiểu tầm quan trọng của tiểu cảnh và non bộ trong phong thủy trước khi ứng dụng vào ngôi nhà của mình. Cách làm này vừa đơn giản lại vừa có tác dụng kích hoạt nguồn năng lượng phong thủy tích cực, từ đó thúc đẩy tài khí thêm vượng, việc kinh doanh, buôn bán ngày càng thuận lợi. Về sức khỏe, xem tử vi của 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, sức khỏe của người tuổi Dậu không thực sự tốt như bạn nghĩ. Một phần cũng là vì bạn căng thẳng trong thời gian kéo dài, bạn đã quá dồn nhiều tâm sức cho công việc nên sức đề kháng giảm sút rõ rệt. Kim khí vượng ảnh hưởng khiến sức khỏe của người đang ốm, bệnh khó hồi phục, bạn nên cố gắng nghỉ ngơi thường xuyên khi thấy mệt, chớ nên làm gì quá sức. Khi xuất hành đi xa phải cẩn trọng, luôn ưu tiên bảo đảm an toàn giao thông trên đường, tránh phóng nhanh vượt ẩu đấy nhé con giáp tuổi Dậu. Nếu ai đó hỗ trợ bạn lái xe thì nên chọn người cẩn thận có nhiều kinh nghiệm xử lý. Vâng, quý bản mệnh thân mến, trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có nói, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, người thiện thì không tranh cãi, người tranh cãi thì không còn lương thiện nữa. Người tốt sẽ không nói lời gian dối, người nói lời gian dối thì không phải người tốt. Khi có sự việc bất đồng, người lương thiện không tranh giành đúng sai, người lương thiện biết đưa ra quan điểm, biết nhẫn nhịn và bỏ qua,
Nhẫn nhịn là cảnh giới cao nhất của tu dưỡng. Nhiều người cho rằng chúng ta càng nhân nhượng thì càng bị lấn át. Nhưng nếu lời mình nói là đúng, không cần cãi cũng hiển nhiên. Nếu lời mình nói là sai, cãi thắng cũng có ích lợi gì. Người lương thiện chỉ dùng lời nói hiểu biết của mình để chứng minh mình đúng, không tranh cãi với người khác. Cao hơn nữa là dùng hành động chứng minh, thông qua thực tiễn để làm rõ sự việc. Tranh cãi làm mất tu dưỡng, cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng. Trong lúc cãi vã có thể nảy sinh lòng sân hận, sự thù ghét, kích khẩu nghiệp, mất đi tính đúng đắn của lời nói. Người nói sai ta không hùa theo cái sai, người nói đúng ta phụ họa cái đúng. Đó mới là lẽ hiểu biết thể hiện sự lương thiện trong con người. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe những chia sẻ ngày hôm nay. Kính chúc cô bác cuộc sống luôn bình an và may mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong các chương trình sau.